ta sẽ cùng nhau ra bãi đất đằng này để săn tìm các loài động vật nha. Wow, bãi nước này không biết là có con vật gì không. Ta đi ra đằng này xem có con vật gì không. Wow, đây là hình như là nơi ở của các con vật các em ạ. Đây có ba con vật này, con voi này, ngựa vằn và một chú kangaroo. Thì một con voi sẽ bắt các bạn động vật này về nha. Ngựa vằn này, một chú kangaroo cho vào giò đây. Wow, khe này cũng có hai bạn, bạn khủng long này, ngựa vằn nữa này. Wow, một chiếc xe ô tô này các em này, một chiếc máy xúc cho vào giò đi. Con gì đây nào? À, một con lợn các bạn. Ý, đây có một khẩu súng này. Yêu cao cổ nhá. Tục ra đằng này xem nào. Một chiếc xe xây dựng xe tải này. Wow, một con lợn nữa. Con gì đây? À, một con thỏ các em nhé. Tôm hùm này. Tiếp tục ra đằng này xem nào. Một con ong. Và một chiếc xe xúc ổi này. Một con gà trống. Lại một con lợn đây này cái này. Cho vào giỏ đi. Một con ếch lên trên này. Yeah, bãi đất này rất là cao luôn. Con ngựa này. Con cừu. Wow, lại một chiếc xe ô tô nữa này. Một chiếc xe san ủi nha. Wow, rất là nhiều đồ chơi nữa này các em này. Con gà này. Voi. Gấu bắc cực này. Lại một con ngựa nữa nha. Wow, tê giác này. Hươu cao cổ. Chim cánh cụt này. Ở đây có tận mấy bạn chim cánh cụt luôn. Cho vào giò nào. Gà tây. Gà nữa này. Một con chó. Hà mã này. Vịt này. Lại con gà nữa nha. Một con cừu. Hà mã này. Wow, bạn hà mã nhỏ này. Một con dê. Khỉ này. Gấu trúc này. Tê giác này. Wow, đây có một con ngựa nữa này. Wow, ta đã tìm được rất là nhiều các con vật cũng như là các cái chiếc xe ô tô đồ chơi nhé. Cả súng đồ chơi nữa. Ta sẽ cùng mang các cái món đồ chơi này về nhà nhé. Xin chào các em nhé.